Kikibi xin chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa để kiểm tra đơn hàng của ngày 21 tháng 7 năm 2017 nha các em. Các em hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Bé Út Chibi để được xem những video mới nhất nha các em. Và các em nhớ nếu mà trước khi mình đặt hàng á, mình phải xin phép ba mẹ nha, rồi mình chuẩn bị nè số điện thoại nè, rồi số điện thoại của ba mẹ nè, rồi địa chỉ, họ tên đầy đủ để mình khi mình điện thoại thì mình sẽ nói cho nó nhanh nha các em, để cho nó đặt hàng. Và kế tiếp thứ này là mình sẽ tới đơn hàng đầu tiên của bạn Nguyễn Thị Hoài, à xin lỗi nha, và của bạn Nguyễn Ngọc Hoài Thương. À bạn này là ở Bến Cát, Bình Dương, bạn này cũng đặt rất là nhiều lần rồi nha các em. Các bạn à, bạn đặt là 5 gom trái cây nha, bánh kem hả, cảo sữa bò, sushi à, nhưng mà cái nói chung là mấy cái anh lấy cho bạn 5 loại nha, 5 loại khác nhau này, có Hello Kitty nè, có trên trái tim đỏ sách nè, có cái bình nước nè, bình này là bình nước hoa sao á đó. Đó, và một hộp nữa đó, hộp bánh và kem, hộp thứ hai và hộp thứ ba nè, có hạt cảo nè, hộp thứ tư nè, có bánh kem này nha, đó, có kem kem cây, và hộp thứ năm đó, hộp thứ năm đây là hộp thứ năm là giấy trái cây nha các em. Rồi tiếp tiếp theo là búp bê tiểu thư ha, búp bê tiểu thư đây, búp bê tiểu thư, búp bê tiểu thư nha các bạn, đó, búp bê tiểu thư của bạn Hoài Thương. À, và một con gà đẻ trứng nha, đó con gà đẻ trứng, đó, đẻ trứng nè, nó coi nè, nó đẻ trứng, đây con gà đẻ trứng nha các em. Và một váy 25.000, váy 25.000 nha, váy 25.000, có váy 25.000 các em. Và một mắt đá màu đen, đây mắt đá màu đen nha, đây đá màu đen, tóc highlight, mắt hồng lên, và một bịch bóng nước, đây một bịch bóng nước. Đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Hoài Thương ở Bình Dương, mã số là A508, tổng tiền đơn hàng của bạn là 239.000 cộng với tiền ship nha bạn Hoài Thương. Rồi vậy là anh chào em, rồi mình sẽ tới đơn hàng kế tiếp nha. Và tiếp theo là bạn mình tới sẽ đơn hàng của bạn à anh Phạm Thành Thương, anh mua cho con của anh hoặc cho bé ha, để mua tặng cái là mã đơn hàng đó là A513 ha. Tổng tổng tiền là 510.000 cộng với tiền ship, anh ở Vĩnh Thạnh Cần Thơ nha. Đó, đặt một một áo kimono rất là đẹp nha, áo kimono 60.000 đó. Đó, rất là đẹp. Và một nhà vệ sinh nha, một nhà tắm nha, và nhà vệ sinh đây em thấy không đó, nhà tắm rất là đẹp đó, nhà tắm, nhà tắm này là mình vô này mình tắm nè, nó nước nó sẽ không văng ra ngoài, nó sẽ không có ướt cái nền nền nhà tắm nha các em. Đó, và bồn cầu có nhà đó, rửa mặt vệ sinh này, có kiến đó nha các em, đó này có kiến này, có cửa sổ rất đẹp, 290.000 nha các em. Đó, và mà một bộ giường búp bê nha, bộ giường búp bê 160.000. Rồi anh sẽ tháo ra anh ráp thử nha cho các em, các bạn các em xem nha, 160.000 nha. Đó, có một búp bê và cái giường, cái ghế, cái này mình có thể làm giường và làm ghế luôn nha các em. Đây đây mình sẽ ráp, anh sẽ ráp thử cho em coi nha. Đó, đó búp bê nha, lấy búp bê ra ngồi đây nha, đây đây cái này là cái ghế ha, bỏ này ra, ví dụ như đó cái này mà mình không làm á, thì mình sẽ làm cái ghế mình ngồi đó, làm cho búp bê cái ghế ngồi nha. Đó, này là dạng là bộ xếp á đó, làm chỗ ghế ngồi nha các em. Đó, đây anh để cho các em thấy rõ nha. Đó,
Đó, này sẽ làm cho cái là cái lúc bình thường á thì làm cho ghế ghế ngồi không thì mình lấy ra mình sẽ làm thành cái giường nha. Đó, rất là đa năng, đây là giường đa năng đấy nha. Đó, mình gắn vô đó, nó thành là cái giường, nó có gối này nha các em. Đó, này nó có gối, em chỉ cho nha. Đây, nó có ra luôn nha, gối và ra. Đây, cái này cái mền nữa chứ nha. Đó, cái này búp bê, cái này đó nằm xuống đủ nha, đắp mền nha em. Đó, đắp mền. Và đây, đây là cái mùng nữa nha, cái mùng đây đây để đó, cái mũi nha, anh sẽ thử lên cho em xem nha. Đó, em thấy sao? Đó, đúng không? Em thấy hay không? Nó có mùng, mình dán mùng lên, đó, không? Dán mùng lên, thấy chưa các em? Đó, rất là đẹp. Thấy không? Cái này là cái giường và cái ghế rất là đa năng nha các em. Đó, rất là hay, đó, đẹp nữa. Rồi, rồi mình chơi xong mình sẽ cắt rồi mình tháo ra nha. Đó, gấp lại nha. Rồi, rồi bỏ ra nha. Vậy là xong nha em. Rồi, vậy là đơn hàng của bạn Thành Thương đã hết và đủ nha bạn Thành Thương. Rồi mình sẽ tới đơn hàng của tiếp theo của bạn khác nha. Rồi mình sẽ dẹp. Và đơn hàng của bạn Vòng Ngọc Phương sẽ tiếp tục chương trình kiểm hàng hôm nay nha. Bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, mã đơn hàng của bạn là A512, tổng tiền của bạn là 109.000 nha. Bạn đặt là một mắt đá 35 nha các em. Đây, một mắt đá 35 và một tiểu thư. Đây, một tiểu thư nha, màu váy trắng rất là đẹp. Đó. Và đây, cho quay cái mặt cho nó kỹ nha. Đó, về một tiểu thư và hai phụ kiện nha, hai phụ kiện. Đây, một và hai phụ kiện. Phụ kiện này có chai nước hoa nữa nè. Đó, rất là may mắn bạn có chai nước hoa nữa. Và một bịch giày nha, đây một bịch giày. Giày này bốn đôi luôn nha các em. Và hai váy 16.000, đây hai váy màu hồng có tinh chi chiếu nè, hình chữ. Và đây, và một váy 16.000 nữa có hình hình đuôi cong nhé các em. Đó, này là hình đuôi cong, con cong á. Rồi, giờ là đơn hàng của bạn Vòng Ngọc Thương đã đủ. Rồi mình sẽ tới đơn hàng của các bạn khác nha. Tiếp là đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Anh Thư, bạn ở Đất Trọng, Lâm Đồng nha. Mã đơn hàng của bạn là A511, tổng tiền của bạn là 178.000 nha anh Thư. Anh Thư đặt là một cái thao nè với một em bé để tắm này nha, thao tắm em bé đó, thao tắm em bé rất bự, em bé này cũng bự nha em. Đó, em bé. Và có cái bình này là cái bình bình phấn thơm nè, một con vịt nè, cái này là như là bình xì bông nữa đó em. Đó, đó tắm cho em này, vòi nước nè, cái vòi sen để tắm. Đây, bình em bé, cái hỷ này là 78.000 nha em. Đó, 78.000. Vậy là chào bạn Anh Thư nha. Đó, vậy là giờ em bé này sẽ về với anh Thư để anh Thư chăm sóc em bé nha. Tiếp theo là mình đến đơn hàng của bạn Nguyễn Văn Huệ ở ở Cẩm Giàng, Hải Dương nha các em. Mã đơn hàng là A494, tổng tiền của bạn là 185.000. Bạn đặt một giường nha, đây một giường, một giường có một giường nha. Đó, anh hôm qua là anh đã chỉ ráp giường rồi nhé các em. Đó, giường này rất là dễ ra ráp. Và một bếp nhôm, đây bếp nhôm, có bếp nhôm nha, bếp nhôm, đây một bếp nhôm. Rồi anh nói ngắn gọn thôi nha, anh không có giới thiệu dài dòng nữa. Và một tủ năm học, đây tủ năm học, có tủ năm học. Và đơn hàng của bạn Nguyễn Văn Huệ
đã đủ rồi. Chào tạm biệt bạn Huệ nha, đơn hàng này sẽ tới với bạn trong khoảng 7 ngày nữa nha các bạn, 7 ngày rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ đến đơn hàng La La Chằng Chăm Anh, bạn ở tỉnh Cần Thơ. Mã đơn hàng của bạn là A507, tổng đơn hàng của bạn là một gì 57.000. Bạn đặt là một bức tươi mắt đá xanh nha, đó một bức tươi mắt đá màu xanh, đó, mắt đá màu xanh nha em, và một vĩ giày 17.000, vĩ giày 17.000, 12 đôi, có đôi giày của Ken, đôi giày boss nhỏ nhỏ nha em, và một ly, một bịch ly. Ở một bịch ly này thì nó có 5 cái ly nhỏ và 2 cái ly lớn. Rồi, đơn hàng của bạn Trâm Anh đã đủ. Thì chào tạm biệt bạn Trâm Anh nha. Tiếp theo là mình tới đơn hàng của bạn Như Huỳnh ở Đồng Nai. Bạn đặt một giường nha, một giường 70 ngàn. Đây, một giường 70 ngàn anh em. Và hai phụ kiện. Đây, hai phụ kiện, một và hai phụ kiện. Và một váy đỏ. Váy đỏ này là hình hình bông bông sao bông hoa nha, đó, rất là đẹp, có cái ren ở giữa ngực nữa. Rồi rồi vậy là đơn hàng của bạn Như Huỳnh đã đủ rồi. Chào bạn Như Huỳnh nha, tổng đơn hàng của bạn là 96.000 cộng với tiền ship. Bạn Như Huỳnh mã đơn hàng là A510 nha Như Huỳnh. Rồi chào tạm biệt Như Huỳnh. Tiếp theo mình sẽ tới đơn hàng của bạn Nguyễn Trọng Hiếu ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Bạn đặt là hai mắt đá hồng đen. Và mình sẽ đến đơn hàng của bạn Nguyễn Trọng Hiếu. À nãy anh nói rồi, mình xin lỗi nha. Đó, bạn đặt là hai mắt đá màu đen nha. Một màu đen nè. Đó. Một màu hồng, hai mắt đá xem. Là hai mắt đá. Và một tủ hồng 62.000. Đây, tủ hồng 62. Ồ, của anh này anh gì tên gì ta? Rất là đẹp, đẹp trai nữa chứ. Đây, tủ hồng. Và ba váy 25.000 nha các em. Đây, ba váy 25.000 của bạn của Nguyễn Trọng Hiếu. À, chắc Nguyễn Trọng Hiếu. Đây, ba váy 25.000. Và một vĩ giày 17.000, có một vĩ giày 17.000. Để đơn hàng của bạn đã đủ nha. Mã đơn hàng của bạn là A497, tổng tiền của bạn là 224.000 cộng với tiền ship, phải trả cho chú bưu điện nữa nha em. Đó, này nếu là thành phố anh đón khoảng 30-40.000 gì đó. Này khoảng thôi nha, có thể thấp hơn và có thể cao hơn nha. Rồi chào tạm biệt em. Tiếp là bạn mình đến đơn hàng của bạn Huỳnh Thu Hương. Bạn ở Kon Tum, mã đơn hàng của bạn là A493. Tổng tiền của bạn là 51.000 tổng với tiền ship, trả cho chú bưu điện đó nha. Mà ông mua là một chân sức hạt. Đây, một chân sức hạt. Đó, một hạt này nó giả gỗ, bằng gỗ nha em. Đó. Và một cát động lực. Đây, cát động lực, có cát động lực nha. Đó, bóp ở phía. Đây. Rồi, để chào bạn Thu Phương nha. Và mình tới đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Huỳnh My. Bạn ở tỉnh Khánh Hòa, Cam Ranh nha. Bạn đặt là một mắt đá 35. Đây, một mắt đá 35 nữa em. Một mắt đá 35. Và một tủ năm học. Đây, tủ năm học, có tủ năm học nha. Và một con gà đẻ trứng. Đây, gà đẻ trứng các em. Đó, anh bóp nè. Wow, ngày nó đẻ không biết bao nhiêu cái trứng nữa nha. Rồi, để đơn hàng của bạn Huỳnh My đã đủ số lượng nha. Và đúng như mặt hàng của bạn đã đặt. Rồi, tổng đơn hàng tiền của bạn là 100.000 cộng với tiền ship nha. Rồi, chào bạn Huỳnh My. Tiếp theo mình sẽ tới đơn hàng của bạn Cao Bảo Ngọc ở Châu Phú, An Giang. Cao Bảo Ngọc đặt là một thế hệ mới 42.000 nha, một thế hệ mới. Đây, một thế hệ mới 42.000. Đó, màu với trắng ren tím nha. Tóc
À, tóc gì đây? À, tóc highlight, tóc hồng, lại đen, giống của mắt đá tóc mây nha. Và một ken, đây một ken, ken 45.000 nha. Đó. Và bốn phụ kiện có bốn kiện, 1, 2 phụ kiện người ta. Rồi, thiếu 2 phụ kiện rồi. Rồi để anh sẽ thấy bổ sung nha. Đây anh đã bổ sung thêm 2 phụ kiện nữa nha. 2 nữa là 4 nhà phụ kiện nha. Rồi, mình sẽ bỏ vô đây luôn để cho nó khỏi rớt ra. Bỏ vô xung quanh kem luôn. Rồi. 2, 4 phụ kiện, 5 bút xi ha, 5 bút xi, anh lấy đủ loại cho em luôn nha. 5 bút xi nè, bánh mì nè, mặt cười nè, bút xi nè, bánh này là bánh gì ta, bánh hamburger sandwich, bánh mì kẹp á. Đây, một bánh mì tiếp. Ở đây cái này loại mới nha các em. Bánh này giống cái bánh gì ta, bánh bông lan á nha. Đó, không, cái này cái nồi phải. Nồi hay bánh trứng ta các em? Theo các em cái này là bánh gì? Này là bánh trứng hả? À cái này là cái nè. Bánh trứng cũng được, mà giống mình làm giống cái nồi cũng được nè. Đó, mình nấu cái nồi, đâu đây có lò nấu nha. Rồi, vậy là 5 cái wood si và 2 móc nha em. Đó, 2 móc của bạn Bảo Ngọc nè. 2 móc bạn Ngọc. Và Bảo Ngọc đặt thêm 1 phỉ dày 17.000 nữa nha. Đó, 1 phỉ dày 17.000 và 1 váy 32.000. Đó, vậy là đơn hàng của Bảo Ngọc đã đủ nha Bảo Ngọc. Rồi, mã đơn hàng của Bảo Ngọc là A491. Tổng tiền của bạn là 256.000 cộng với tiền ship phải trả cho bên bưu điện nha các em. Rồi, vậy là đơn hàng của Bảo Ngọc đã đủ. Rồi, chào tạm biệt Bảo Ngọc nha. Đơn hàng nói nếu mà các bạn mà đặt á, mà ở gần á, ở trong Nam mà gần á, thì nhanh nhất mà hàng sẽ tới là từ ngày đặt sẽ là khoảng 5 ngày đến 7 ngày sẽ nhận được hàng, và chậm nhất là khoảng 10 ngày tới 12 ngày nha các em là mình sẽ nhận được hàng. Nhưng mà ở ngoài Bắc nữa có thể là tới 15 ngày luôn nha. Nếu có thể là tới 15 ngày luôn, có trục trặc gì đó em, 15 ngày mình mới nhận được. Còn nhanh nhất thì cũng phải là 5 ngày tới 7 ngày nha. Đó, vậy các em khi đặt hàng các em hãy canh đúng cái khoảng thời gian ngày đó, rồi mới các em hàng các em mới tới nha các em. Rồi, vậy là mình đơn hàng này đã đủ và mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo nha. Và tiếp theo mình tới đơn hàng của bạn Phạm Vũ Minh Anh. Bạn ở Văn Cam Bình Định. Tổng đơn hàng của bạn là 199.000 cộng với tiền ship. Mã đơn hàng của bạn là A495 nha. Bạn đặt là một áo ken. Đây, một áo ken, có một áo ken nha các em. Đó, một áo ken. Đó, ken này ken mẫu mới nha. Và một áo kiểu. Đây, áo kiểu. Kiểu này 60.000 lận đó nha. Rất là đẹp, có dây kéo nè, làm đó. Còn nếu mà các đơn màu áo mà anh bán, anh thấy là cái áo kiểu này nè, áo xanh điệu này nè, rất là đẹp, giải là giải xịn nha. May rất là chi tiết, may kỹ lắm, chi tiết. Này đúng là hàng đẹp của em, có giày nữa nè, có giày thời trang á. Và 5 vỉ gơm, nè 5 vỉ gơm, em đặt 5 vỉ gơm nha, nó anh lấy cho. À, đây, 5 vỉ gơm. Thấy không? 5 vỉ gơm có hamburger. Đó, hamburger bạn đặt là 2 cái hamburger nha. Đây, một vỉ. Nó này có lon Coca-Cola nước ngọt nè. Bánh mì kẹp xúc xích nè, khoai tây nè. Đó, bánh hamburger nha. Đó. Và đi nước uống. Và đây thêm cái nữa là thứ ba nha. Bánh kẹp nè, bánh ngọt nè, hạt cảo nè, và đây là gơm, có bình ga nè, có bếp ga nè, có nồi nướng. Đó, 5 vỉ các bạn đã đủ nha. Và 8 bịch móc, đây 8 bịch móc, có 8 bịch móc nha. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 8 ha, móc có 8 móc đã đủ nha em. Rồi xúc ra. Đơn hàng của bạn Phạm Vũ Minh An đã đủ. Rồi mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo. Rồi tiếp theo là bạn đến đơn hàng của Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Bạn ở Tiền Giang nha. Bạn đặt là mặt đá 35. Đây. Mặt đá 35 nha em. Đây, một mặt đá 35. Rất là đẹp. Và một vỉ dày 16.000. Đây, vỉ dày 16.000 nha. Và một gói có một gói nha em. Gói vàng có nơ nữa, rất là xinh. Và một thảm. Đây. Thảm, thảm này mình có thể làm thảm mà để cho búp bê chơi, ngồi chơi, có thể mình làm mềm cũng được nha các em. Và một phụ kiện. Phụ kiện có một phụ kiện nha, đây một phụ kiện. Và một tủ năm học, tủ năm học có tủ năm học. Tủ năm học có con gà nè, có cây nè. Con chim nè, có voi ha, à, đây nguyên một vườn sở thú trong đây luôn nha, vườn sở thú trong trong cái tủ này luôn nha. Đó, các bạn Thanh Nguyên có nguyên vườn sở thú trong tủ của mình. Rồi, mã đơn hàng của bạn Thanh Nguyên là A496, tổng tiền của bạn là 134.000 cộng với tiền ship phải trả cho bưu điện. Vậy là đơn hàng của bạn Thanh Tuyền đã đủ nha Thanh Tuyền. Rồi, chào Thanh Tuyền. Đơn hàng của bạn có thể là khoảng trong vòng 7 ngày nha. 7 ngày sẽ tới, 7 ngày hoặc 10 ngày. Rồi, chào Thanh Tuyền nha. Tiếp theo mình tới đơn hàng của bạn Hồng Ân, bạn ở Đà Lạt. Bạn đặt là một tiểu thư nha. Đây, một tiểu thư. Một tiểu thư tóc màu vàng. Đây. Và một giày gót nè, hai giày nè, đó. Bạn đặt hai giày nha em. Một giày, hai giày. Giày hồng nha. Và hai một bịch móc, một bịch móc có một bịch móc nha em. Đây một móc. Và hai phụ kiện, hai phụ kiện có giỏ sách. Hai phụ kiện có giỏ sách, có hai phụ kiện có giỏ sách. Ồ, giỏ sách này có cái chai gì ta? À, cái lược xin lỗi nha. Rồi, cái lược hai phụ kiện. Và một thảm, đây một thảm có một thảm nha. Rồi, đơn hàng của bạn Hồng Ăn đã đủ. Tổng đơn hàng của bạn là 85.000 cộng với tiền ship, mã của bạn là A492 nha. Rồi chào tạm biệt. Các em đừng quên điện thoại số 0937899707 sau 6 giờ chiều để đặt hàng nha các em. Và khi xem các em nha, hãy nhớ bấm like, share và đăng ký để được xem những video mới nhất nha. Tiếp theo mình sẽ đến đơn hàng của bạn Bảo My. Bảo My ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Mã đơn hàng của bạn là A503. Tổng tiền của bạn là 377.000 cộng tiền ship nha. Bảo My à, Bảo My đặt là một tủ bếp. À, một tủ và bếp nha, tủ lạnh và bếp. Đây. Tủ lạnh và bếp, có tủ lạnh và bếp nha các em. Đây, rất là đẹp. Đó, tủ lạnh và bếp. Và một tiểu thư. Đây, tiểu thư có một tiểu thư nha các em. Đây, một tiểu thư có một tiểu thư. Tiểu thư tóc xoăn nè, đầm đỏ nha. Rất là đẹp. Và một tủ năm học. Tủ năm học có tủ năm học nha. Đây, tủ năm học. Có tủ năm học. Và hai bịch ly, hai bịch ly có hai bịch ly nha. Đây hai bịch ly. Đó. Hai bịch ly một bịch 5.000 nha. Và hai vỉ gươm thức ăn, hai vỉ gươm. Đây hai vỉ gươm vừa chơi và vừa học nha. Mình vừa chơi luôn, mình học luôn. Nhưng mà khi đi học á, đói bụng quá đừng có thấy mà ngon quá mà bỏ bụng ăn nha các em. Này ăn không được đâu nha, này chỉ là cái gươm thôi nha. Và một kem Gucci, đây kem Gucci. Bự lắm nha em, đó là cái gang tay nè, rất là bự, đó gang kem Pepsi nha. Vậy là đơn hàng của bạn Bảo My là đủ rồi. Đơn hàng của Bảo My sẽ nhận sau khoảng 7 ngày tới 10 ngày nha em.
Em đừng có mong đợi chờ nha, cứ khoảng 7 đến 10 ngày hàng sẽ tới thôi. Rồi, chào bạn nha. Và mình tới đơn hàng của bạn Trần Hoàng Bảo Trân ở thành phố Huế. Bạn đặt là gì ta? Một búp bê mắt đá tóc hồng. À, tóc cam thì mình anh không có tóc hồng nha. À, nhưng mà áo thì áo đen, đây, áo đen có áo đen nha. Đó. Đây, áo đen. Và một móc có một móc nha em. Ba móc chứ lộn, lỗi ba móc. Đây, một, hai và ba móc nha, ba bịch móc. Và một gói, đây một gói có một gói. Gói này giải tốt luôn em. Đây là trong đây mình, đây nó có gòn nha, nhấc gòn bằng vàng. Và một khăn, là một chăn với một ra đó, một cái thảm. Và một váy màu cam 25.000, đây váy cam. Đó, váy cam có tay ren nha, đó váy màu cam. Và hai bịch giày có hai bịch giày nha. Rồi, chào tạm biệt nha. Rồi giày nó xuất ra nè, để nó gắn cái giày vô nha em. Đó, vậy là hai bịch giày của bạn đã đủ nha. Rồi, vậy đơn hàng của bạn Bảo Trân đã đủ nha Bảo Trân. Mình sẽ tới đơn hàng tiếp theo nha Bảo Trân nha. Tiếp theo mình sẽ tới đơn hàng của bạn Bạch Thị Huế, bạn ở tỉnh Thái Nguyên. Tổng tiền của bạn là 74.000 cộng với tiền ship phải trả cho bưu điện. Và bạn đặt là một búp bê tiểu thư. Đây, một búp bê tiểu thư. Wow. Cái đầm này rất là độc nha các em. Và mấy cái bông hoa này ta mai ta dán lên nha các em, rất đẹp nè. Đó. Tính được à. Anh, cái này anh mới thấy luôn nha, cái này là cái đầm trên là rất chi tiết nha các em. Đó. Và có trái tim ở giữa ngực nữa nè, nó rất là đẹp. Lá tiểu thư. Và một váy 16.000, đây váy 16.000 nha, có váy 16.000. Và một váy 6.000, váy 6.000, váy 6.000. Và một bịch giày, đây một bịch giày có một bịch giày. Và đơn hàng của bạn Bạch Thị Huế đã đủ nha. Mã đơn hàng của bạn là A504 nha bạn. À, bạn đơn hàng của bạn bạn này ở Thái Nguyên lận thì chắc có phải tới hơi trễ nha em, khoảng 10 ngày hoặc có thể là tới 12 ngày, nửa tháng luôn nha, 15 ngày hàng mới tới nha. Nhanh nhất là 10 ngày và chậm là 15 ngày nha em. Rồi, vậy chào em nha. Cứ tiếp mình tới đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Trường An, bạn ở Bình Dương ha. À, giao ở Bưu điện tỉnh Bình Dương. À, chắc mẹ hay mẹ mẹ của bạn đó làm ở Bưu điện tỉnh Bình Dương thì phải. À, rồi anh đặt là hai ken, đây hai ken có hai ken nha, rất là đẹp. Hai ken đen lì, hai màu áo khác nhau. Và một chibi nam, chibi nam có chibi nam nha. Đó, một chibi nam. Và một cát 20 anh hết rồi nha. Anh lấy một hai cát 20.000 là thành 20.000, cũng giống như cát 20 thôi. Và một bộ đầu ken, à, một đầu ken. Wow, đầu này nó giống với anh nè, rất đó, rất chi tiết. Và một bộ ken. Vậy là đơn hàng của bạn Trường An đã đủ rồi. Mình chào tạm biệt bạn Trường An nha. Tiếp theo mình tới đơn hàng của bạn Thanh Thảo, bạn ở quận 12, ý phường 12, à xin lỗi, phường Tân Hưng Thuận, phường 12, quận thành phố Hồ Chí Minh. Mã đơn hàng của bạn là A499. À, tổng tiền của bạn là 280.000 nha. Bạn đặt là một tủ năm học. Đây, một tủ năm học, có tủ năm học. À, tủ năm học nha. Và một ly. À, ly đây có một ly nha em. Đó, một ly. Và hai phụ kiện. Đây, một phụ kiện nè. Hai phụ kiện rồi nha. Đó, hai phụ kiện. Và kế đếm là bốn móc có bốn móc, 1 2 3 và bốn móc. Và ba bịch giày, ba giày có ba giày, 1 2 thiếu đầu đôi ta. À, đây đôi nữa,
ba đôi giày nha bạn. Rồi ba đôi rồi, và một giường đây, một giường đây, giường có một giường nha, có một gối nè, hai gối nè đó, một giường và hai bịch gối, hai bịch gối có hai bịch gối và một áo, một ken áo thun đây, ken áo thun đó, ken áo thun mà áo nó còn lên đi, và hai vỉ gươm này, hai vỉ gươm có hai vỉ gươm nha em, một và hai vỉ gươm hai và hai váy 6.000 đây, hai váy 6.000. Rồi vậy là chào tạm biệt bạn nha. Đơn hàng của bạn Thanh Thảo bữa nay đơn hàng của bạn là ngày 21 nhưng mà bữa nay thứ bảy anh chưa giao được, nay em mới đô chủ nhật là chậm hết 2 ngày rồi, thì thứ hai anh mới giao được. Bạn Thanh Thảo này ở thành phố thì khoảng thứ năm, chậm lắm là thứ sáu hàng sẽ tới nha bạn nha. Rồi vậy chào tạm Thanh Thảo nha. Tiếp theo mình đến đơn hàng của bạn Lê Minh Tú, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn đặt một mắt đá màu hồng nhé em, một mắt đá màu hồng đó, rất là đẹp, hồng chi tiết ren, và một bút xi mặt cười đây, một bút xi mặt cười, mặt cười mặt chú mèo nha đó, một bút xi mặt cười là một váy, một váy hồng 25.000 đây, rất là đẹp. Vậy là đơn hàng của bạn Thanh Tú đã đủ, mã đơn hàng của bạn là A502, tổng tiền của bạn là 100.000 đồng cộng với tiền ship. Rồi chào bạn Thanh Tú nha. Đơn hàng của bạn thì có khoảng thứ năm tuần sau sẽ tới, chậm là thứ sáu nha bạn Thanh Tú. Rồi chào tạm biệt bạn Thanh Tú nha. Tiếp theo bạn mình sẽ tới đơn hàng của anh Hà Thị Lệ, bạn ở Quảng Nam, tổng đơn hàng của bạn là 178.000 cộng với tiền ship, mã đơn hàng của bạn là A500. Rồi bạn đặt là hai mắt đá đây, anh sẽ hai mắt đá, lấy hai màu khác nhau cho bạn nha, đó hai mắt đá rất là đẹp, và hai vỉ giày 17.000 đây, hai vỉ giày 17.000 đó, hai 17.000 và hai phụ kiện đây, có hai phụ kiện và bốn váy 16.000 đây, bốn váy 16.000 nha, màu trắng nè, màu hồng nè, màu đỏ nè và màu vàng nha. Rồi đã đủ, đơn hàng của bạn đã đủ nha bạn Hà Thị Mỹ, Hà Thị Lợi. Rồi xin chào tạm biệt bạn Lợi nha, mình sẽ tới đơn hàng kế tiếp. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Diệu Linh, bạn ở Hai Bà Trưng, bạn đặt là chân nội, bạn đặt là ba váy 6.000 nha các em, ba váy 6.000, một hai và ba. Diệu Linh đặt cho một bịch két, hộp két là 20.000 như anh hết hộp 20.000 rồi, anh sẽ lấy hai bịch 10.000 sẽ giống như 20.000 nha, và một ken đây, một ken 45.000 rất là thành điệu, ken thời trang nha em đó. Rồi vậy là đơn hàng của bạn Diệu Linh đã đủ, mã đơn hàng của bạn Diệu Linh là A505, tổng đơn hàng của bạn là 83.000 cộng với tiền ship nha bạn Diệu Linh. Rồi chào tạm biệt bạn Diệu Linh. Tiếp theo mình sẽ đến đơn hàng của bạn Nguyễn Hà Vi, bạn ở Hà Nội, bạn đặt là một mắt đá màu hồng nha, đây một mắt đá màu hồng đó, rất là đẹp, mắt đá màu hồng nha em, và một vỉ giày 16.000, vỉ giày 16.000 có vỉ giày 16.000 nha, đây và một váy 25.000 đây, một váy 25.000. Rồi đơn hàng của bạn Hà Vi đã đủ, mã đơn hàng của bạn là A514, tổng tiền bạn là 76.000 nha Hà Vi cộng với tiền ship. Rồi vậy chào tạm biệt bạn Hà Vi nha, bạn ở Hà Nội thì khoảng 10 ngày hàng sẽ tới nha bạn Hà Vi. Và giờ mình sẽ tới đơn hàng cuối cùng ha, và các em đừng quên khi xem phải like nha, share và đăng ký kênh Bé Úc GB, và nhớ đặt hàng. Nếu các em mà thích hàng nào sẽ phải nhớ xin ba mẹ nha, và phải nói với ba mẹ là tiền hàng này là phải có tiền ship nha, phải trả cho chú bưu điện nha, ít nhất thì khoảng là 30.000
và mặt cao thì khoảng là 6-70 ngàn nha các em, tùy đơn hàng nữa, có thể nếu hàng nhiều và nặng bự gồng kềnh thì phải 100 ngàn luôn đó. Và các em quan trọng nhất là phải xin ba mẹ nha, đừng có tự ý mà liên điện thoại và tự ý đặt hàng, mà khi mà giao hàng tới ba mẹ biết ba mẹ sẽ la và quýnh đòn nha. Và đơn hàng cuối cùng là của bạn Đặng Thị Ngọc Hà, mã đơn hàng là A509, tổng tiền của bạn là 139 ngàn nha. Ngọc Hà, bạn ở là huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đặt là một búp bê với đen nè, đây một búp bê đen váy đen rất là đẹp, và một búp bê váy màu hồng, đây màu hồng, màu hồng đỏ đỏ nha, và một phụ kiện có một phụ kiện nha. Rồi đây phụ kiện có giỏ xách hình con bướm nè, có loại dài và chai nước hoa nữa. Ô bạn này rất may mắn là được có chai nước hoa nữa nha. Và hai vỉ giày 16 ngàn, đây hai vỉ giày 16 ngàn nha các em, đây một và hai vỉ giày 16 ngàn, và hai váy 32 ngàn, ý xin lỗi em, hai váy 16 ngàn, đây hai váy 16 ngàn nha, đây màu hồng và màu tím. Rồi vậy là đơn hàng của bạn Ngọc Hà đã kết thúc chương trình kiểm hàng của ngày 21 tháng 7 năm 2017 nha. Vậy xin chào tạm biệt các em, chúc các em học giỏi và ngoan. Rồi xin chào và cảm ơn các quý phụ huynh đã xem chương trình và ủng hộ chương trình kênh Bé Út Chibi, và đã cho các em mua hàng của kênh trên kênh Bé Út Chibi, và chào hẹn gặp lại chương trình lần sau.